14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành, 38 tuổi, tạm trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự. Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Chí Thành từng nhiều lần cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ, ngày 15 tháng 4, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đang tiến hành điều tra đối với ông Trần Nhật Minh, 62 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Theo công an, ông Minh có biểu hiện say rượu, va chạm xe và không chấp hành lệnh của tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông công an thành phố Bắc Giang, đồng thời dùng tay đấm vào các chiến sĩ công an. Trước đó vào cuối tháng 3 năm 2021, thông tin từ công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an thị xã đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Vậy những hành vi nào được xem là chống người thi hành công vụ và nếu chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý như thế nào? Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, mời quý vị cùng trò chuyện với luật sư Phạm Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để lắng nghe những chia sẻ của luật sư xung quanh câu chuyện này. Thưa luật sư, theo điều 330 Bộ luật hình sự thì những hành vi nào được cho là chống người thi hành công vụ ạ? Theo khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ thì những cái hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc những dùng những cái thủ đoạn khác để cản trở người thi hành công vụ hoặc là ép buộc họ thực hiện những cái hành vi trái pháp luật thì những cái hành vi này đều được coi là những cái hành vi chống người thi hành công vụ. Hành vi chống người thi hành công vụ ở đây thì có thể là chúng ta có thể hiểu là những cái hành vi dùng vũ lực cụ thể hoặc không dùng vũ lực nhưng đe dọa sử dụng vũ lực. Ví dụ như họ có thể đe dọa giết, đe dọa có đặt thuốc nổ, đặt bom hoặc là khiến việc thực hiện công vụ nó bị cản trở hoặc không thực hiện được. Thì hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ dừng lại ở cái việc là sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực mà có thể được thể hiện bằng những thủ đoạn khác. Ví dụ như đặt chướng ngại vật để cản trở, dùng phụ nữ, trẻ em, người già để ngăn cản những cái lực lượng chức năng, lực lượng thi hành công vụ thực hiện cái nhiệm vụ của họ. Hoặc là cũng có thể là những cái hành vi ví dụ ngồi trước đầu xe để cản trở, đánh, giật mũ, túm áo, tấn công người thi hành công vụ hoặc đe dọa sẽ tố cáo sai phạm của những người thi hành công vụ để ép buộc họ thực hiện trái pháp luật thì những cái hành vi đó cũng được coi là dùng những cái thủ đoạn khác để cản trở, để chống người thi hành công vụ. Thì chúng ta như cái vụ việc gần đây ở xảy ra Quảng Ninh thì chúng ta cũng có thể thấy rõ cái hành vi này. Đó, cụ thể là cái người điều khiển xe mô tô có biểu hiện say rượu, không đội mũ bảo hiểm. Khi bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý thì người này đã không chấp hành, có cái hành vi chửi bới, dùng tay túm cổ áo và đấm vào mặt hai cảnh sát giao thông. Sau đó thì cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố cái người này về cái tội chống người thi hành công vụ. Bên cạnh những cái hành vi chống người thi hành công vụ thì tùy vào cái tính chất, tùy vào sự vụ cụ thể thì nó cũng còn có những cái có thể những cái hành vi khác mà nó liên quan đến những cái tội danh khác. Ngoài cái việc chống người thi hành công vụ nhưng nếu dùng còn chửi bới, xuyên tạc, nói xấu, bịa đặt hoặc là người thi hành công vụ trên mạng xã hội hay giải tờ rơi, phát tán những thông tin sai trái, sai sự thật thì tùy tính chất mức độ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục hay tội vu khống người khác hay là tội lợi dụng cái quyền tự do dân chủ để xâm phạm cái quyền lợi hợp pháp của cá nhân tổ chức, hoặc là nếu trong trường hợp cái hành vi chống người thi hành công vụ mà gây thương tích thì tùy vào mức độ còn có thể bị xử lý về cái tội cố ý gây thương tích theo cái quy định của Bộ luật hình sự. Nếu như phạm tội chống người thi hành công vụ thì sẽ bị xử lý như thế nào theo điều 330 Bộ luật hình sự thưa luật sư? Theo quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 thì người phạm tội chống người thi hành công vụ có thể bị phạt tù từ 2 tới 7 năm tù trong những cái trường hợp sau. Thứ nhất là phạm tội có tổ chức, thứ hai là phạm tội từ 2 lần trở lên, thứ ba là xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, thứ tư là gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng trở lên và thứ năm là tái phạm nguy hiểm. 5 cái trường hợp tôi vừa nêu trên thì sẽ bị phạt tù từ 2 tới 7 năm tù. Từ 2 năm tới 7 năm tù. Đối với những trường hợp mà nó không thuộc 5 trường hợp trên thì có thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Trên thực tế, khi mà tiếp xúc hoặc là làm việc giữa người dân và người thi hành công vụ, ví dụ như cảnh sát giao thông hoặc là người cưỡng chế thi hành án, thì đôi khi người dân không đồng tình với người thi hành công vụ. Vậy thì trong trường hợp này, người dân nên có cách ứng xử nào cho phù hợp để không phạm tội chống người thi hành công vụ ạ? Thực tế thì trong những cái trường hợp như thế này thì người dân có rất là nhiều cách ứng xử, bởi vì để bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp cho công dân thì pháp luật cũng lường trước những cái tình huống như thế. Cũng có thể có những trường hợp không hẳn là mọi cái trường hợp thi hành công vụ đều đúng, do vậy là pháp luật cũng đã quy định cho cái công dân có những cái quyền, ví dụ như mình khi mà gặp những cái tình huống như vậy, người dân có thể có quyền trình bày những cái quan điểm của mình, những cái chính kiến của mình về cái sự việc, mình không đồng ý với sự việc đó, nhưng mà tất nhiên là phải trình bày một cách ôn hòa. Trong trường hợp sau khi mình đã trình bày rồi mà cơ quan chức năng hoặc người thi hành công vụ người ta vẫn yêu cầu mình thực hiện thì lúc đó mình có trách nhiệm thực hiện. Và ví dụ như mình không đồng ý thì mình với cái việc, ví dụ mình cho rằng cảnh sát giao thông lập biên bản không đúng, thì mình có quyền mình ghi ý kiến của mình vào trong cái biên bản đồng ý hay không đồng ý với cái việc xử phạt như vậy. Hoặc là tiếp theo thì mình cũng có thực hiện, có quyền thực hiện những cái quyền về khiếu nại, tố cáo, thậm chí khởi kiện ra tòa án. Thì đấy là mình có nghĩa là người dân có cái rất nhiều cái phương thức và cái cách thức khác nhau để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, chứ không nhất không nên vì cái bức xúc hoặc là vì cái nhận thức có phần mà nó có chưa chắc mình đã đúng, mà hoặc là vì những cái bức xúc ngộ nhận mà có những cái phản ứng lại hoặc chống đối lại cơ quan chức năng, thì trong cái trường hợp đó thì tùy vào mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc là xử lý hình sự về cái tội chống người thi hành công vụ. Xin cảm ơn luật sư vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ vi phạm của Lê Chí Thành cùng những người liên quan. Những chia sẻ vừa rồi của luật sư Phạm Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khép lại chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.